Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 16. Từ câu 19 đến câu 34. Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Na-gia-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no, lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn dưới âm phủ. Đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham tựng đằng xa, và thấy anh La-gia-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh La-gia-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi. Còn La-gia-rô, suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-gia-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-gia-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có ông Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Ông Môsê và các ngôn sứ mà họ chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin đâu. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể dụ ngôn người phú hộ và La-gia-rô nghèo. Người giàu có mà không biết chia sẻ, chỉ biết bo bo giữ của sẽ trầm luân trong chốn cực hình. Dụ ngôn rất tương phản giữa người giàu chỉ biết bám víu lấy của cải, ham tiền bạc, thờ thần tiền, thần tài, thờ mammon, cậy dựa vào của cải vật chất mau qua. Còn La-gia-rô nghèo nhưng một lòng cậy trông vào Chúa, luôn ngửa mặt lên để xin Chúa giúp đỡ. Hai con người thật cách xa một trời một vực. Người phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình, ăn mặc lụa là, nhà cao cửa rộng, ăn chơi từ tối tới sáng. La-gia-rô nghèo nàn, lê lết những vết thương ghẻ nở trên thân xác, vì không có lương thực để nuôi sống cho qua ngày, chứ đâu có tiền mà mua thuốc thang chữa bệnh. Thánh Luca viết thật mỉa mai. Lại có người ăn mày tên là La-gia-rô, người ta vứt bỏ bên cổng nhà ông, mình đầy lỡ lói, những ước ao có được những miếng thừa liệng dưới bàn ông nhà giàu mà ngốn cho no, lại còn bày chó hoang đến liếm cát ung nhọt người ấy. Đây quả là sự bi đát của con người ở đời này. Ông phú hộ quá giàu nhưng không biết quảng đại, không biết chia sẻ, không biết giúp đỡ. Cái tội lớn nhất của ông phú hộ là cố tình làm ngơ trước cảnh nghèo cùng cực của La-gia-rô, coi La-gia-rô như không có,
sống chết mặc bay. Ông Phú Hộ cứ tưởng đời này là vĩnh viễn, của cải sẽ tồn tại mãi mãi. Ông không hiểu rằng cuộc đời này chỉ là tạm bợ, là mau qua. Rồi tin mừng viết tiếp, đùng một cái cả hai đều chết. Ông Phú Hộ phải ở dưới âm phủ. Lazaro được đưa về trời trong lòng Abraham. Thật mỉa mai khi ông nhà giàu phải trầm luân đời đời. Ông van xin, cầu khẩn. Tuy nhiên, mọi sự đều quá muộn màng, mọi sự đều là hư vô. Thân xác trần gian, của cải vật chất ở đời, Lazaro đã nhận được phần tốt nhất như Chúa Giêsu đã nói với Martha. Con lo lắng xôn xao quá, phần tốt nhất là lắng nghe lời Chúa, thì Maria đã chọn. Ông Phú Hộ cứ tưởng ông sẽ được yến tiệc linh đình mãi mãi. Ông cứ vui đùa trong vật chất, trong say sưa, ăn chơi đàn điếm. Ông tưởng ông sẽ được hưởng thụ muôn đời. Ông Phú Hộ cứ tưởng sự giàu có ở trần gian là bất tử, là trường sinh. Ông không dám chia sẻ, không dám có quyết tâm như Chúa Giêsu đề nghị với người thanh niên giàu có. Ông đã chết và người ta bỏ ông trong quan tài và khiêng đi tay trắng. Ông bị bỏ vào âm phủ sống cơ cực với lũ quỷ gian ác. Còn Lazaro cũng chết và được các thiên thần đón về trời, ở cùng các thánh, nơi chỉ có tình yêu. Ông Phú Hộ đã hưởng thụ ở trần gian, không biết tới người nghèo, người đồng loại. Suốt đời ông được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Giờ ông Phú Hộ phải trầm luân, còn Lazaro được ân thưởng. Đúng là một lời phán xét chí công. Ông Phú Hộ chết nhưng còn năm anh em cũng giàu sang và sống trong nhung lụa, ăn chơi đàn điếm. Họ không biết đến ai, đặc biệt không biết đến người nghèo. Chúa nói, dù người chết có hiện về nói họ cũng chẳng tin, vì họ đã có những lời giảng dạy, đã có giáo lý, đã có các tiên tri. Họ được cứu rỗi nếu họ biết lắng nghe lời Chúa và thực hành lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trái tim mới, một trái tim luôn biết nhạy cảm trước những thử thách và đau khổ của người khác, đặc biệt là những người nghèo.